triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018, Việt Nam Food Expo 2018 đã chính thức khai mạc sáng ngày 14 tháng 11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm năm nay có 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh thành phố trong cả nước và 23 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Các doanh nghiệp tham gia Việt Nam Food Expo 2018 trưng bày giới thiệu các mặt hàng đa dạng như rau quả, đồ uống, trà và cà phê, nguyên liệu thực phẩm chế biến, thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm. Trong đó, điểm nổi bật của Việt Nam Food Expo 2018 là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và các công ty có tiếng trong ngành công nghiệp thực phẩm thế giới, như nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm quốc gia. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng với các bộ ngành, các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động, thực hiện các giải pháp cụ thể trong việc phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.